của chúng ta hơn à, và cái phần chân này thì ở dưới nó có thêm một cái túi khí và những cái viên bi à, tức là bi ở đây thì khi túi khí nó đẩy lên thì bi nó sẽ bấm vào lòng bàn chân à, đồng thời nó sẽ ép cái túi khí ở trên nó miết xuống thì nó tạo cho chúng ta những cái nhịp đặc chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc gia ban À, hôm nay thì ngọc sa ban nên sóng với các bạn cái mẫu ghế uh, furikyo thuộc cái phân khúc uh, 30 triệu thì uh, lý do tại sao mà ngọc gia ban luôn phải nói với các bạn về cái phân khúc tầm tiền bởi vì uh, cái quan trọng nhất khi chúng ta xác định mua một chiếc ghế massage đó là chúng ta phải xác định được cái tầm kinh tế của mình uh, hoặc các bạn có thể là nghe cái tầm uh, giá tiền để các bạn có thể định hình được uh, phân khúc này nó có những tính năng gì và theo cái mỗi cái video của Ngọc Gia Ban thì các bạn sẽ xem ở cái phân khúc giá đó thì các bạn sẽ lựa chọn cái dòng ghế nào để cho nó cái tính năng cũng như là hình dáng để phù hợp với các bạn thì ngày hôm nay Ngọc Gia Ban giới thiệu với các bạn mẫu Furikyo AS840 một trong những cái mẫu ghế cũng khá nổi tiếng của dòng Furikyo thì nói về cái mẫu 840 thì việc đầu tiên là chúng ta xác định cái năm sản xuất của nó rơi khoảng độ tầm 2011 thì 2011 cho tới nay thì hiện tại thì nó rơi khoảng độ tầm 11 năm thì câu chuyện là với 11 năm thì những cái chiếc ghế massage nội địa Nhật nó sẽ còn được như thế nào thì việc đầu tiên chúng ta sẽ xác định về hình thức như các bạn có thể nhìn thấy đây về tổng quan thì bản này là bản màu đen có cái thiết kế là có cả bóp vai và hai bên tay thì cái ưu điểm của dòng này so với cả dòng 820 thì cái tay của nó thun dài hơn tức là khi massage thì nó sẽ được dài tay hơn và cái cảm giác nó được ôm trọn cái cánh tay của chúng ta hơn à, và cái phần chân này thì ở dưới nó có thêm một cái túi khí và những cái viên bi à, tức là bi ở đây thì khi túi khí nó đẩy lên thì bi nó sẽ bấm vào lòng bàn chân à, đồng thời nó sẽ ép cái túi khí ở trên nó miết xuống thì nó tạo cho chúng ta những cái nhịp đánh thì một số khách hàng cũng vẫn hay hỏi ngọc gia ban rằng là À, không hiểu tại sao mà khi những chiếc ghế furikyo mua về hoặc là dòng pana ghế nội địa mua về thì nó cứ tự có tiếng lạch cạch nhưng à, thực ra thì đó là cái tiếng hơi à, nói về dòng furikyo thì à, cái nguyên lý à, hơi của họ là người ta vừa dùng cái hơi bơm vào trong một cái bình áp xong sau đó rằng là nó sẽ mở các van chia hơi cái ý định như vậy là để các cái động tác nó sẽ sinh ra được cái nhịp tức là mỗi cái nửa túi khí nó bóp ấy nó sẽ tạo ra cái cái nhịp rõ ràng à, nó cứ nháy nháy vào ấy nó cảm giác rằng là nó như kiểu các bạn dùng cái tay các bạn bóp mạnh bóp mạnh chứ các bạn không bóp từ từ thì đó là một trong những cái đặc điểm của cái dòng Furikio và ở đây thì cái bảng điều khiển của nó như các bạn có thể thấy thì họ thiết kế là từ độ dài chân rồi là tự thu chân rồi là khi các bạn đánh xong một cái bài đánh thì các bạn chỉ cần ấn vào cái nút tự trở về vị trí ban đầu là chiếc ghế nó sẽ tự nâng phần nâng cũng như là cái phần chân để các bạn có thể là trở về cái vị trí ban đầu và các bạn lúc các bạn bước xuống thì uh, tiếp theo nữa là dòng ghế nội địa nhật thì nó có một cái ưu điểm rằng là khi mà đánh xong ấy thì cái phần chân nó sẽ thu nhưng phần nâng nó sẽ giữ nguyên cái cốt lõi để nó mong muốn là, là cho các bạn khi massage xong thì các bạn nếu ngủ quên thì chúng ta không bị giật mình. Thì nhiều người cũng hỏi ngọc gia ban rằng là lý do tại sao với dòng IS-840 khi đánh xong một bài đánh thì có mỗi phần chân nó thu về vị trí thôi. Mà phần nưng nó không thu về cái vị trí ban đầu. Thì đó là cái lý do mà người Nhật người ta tinh tế tới mức độ nào. Người ta giữ nguyên cái vị trí của nưng để tránh trường hợp chúng ta khi chúng ta uh, massage chúng ta ngủ quên đi thì chúng ta không bị giật mình, tỉnh giấc. Thì đó là một trong cái điều mà người Nhật họ tính toán rất là kỹ. Thì hiện tại chiếc này thì Ngọc Gia Ban đánh giá nó đẹp khoảng độ tầm 95% Thì hiện tại nếu các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với Ngọc Gia Ban theo số điện thoại 097 494 55 năm à, Chiếc ghế này thuộc phân khúc tầm 30 triệu Thực sự rằng là à, nó được rất nhiều yếu tố Từ bài kéo giãn dò tìm huyệt đạo, rồi là về cả hình thức à, Và nếu các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với Ngọc Gia Ban ngay Để có thể là lấy chiếc ghế này về dành tặng cho gia đình của mình